Nhà văn Lê Lựu là một trong những người con ưu tú của Hưng Yên. Ông đã có những đóng góp xuất sắc cho văn học nghệ thuật ở các mảng đề tài chiến tranh cách mạng và quá trình đổi mới đất nước. Ông đồng thời có những đóng góp về phát triển văn hóa doanh nhân trong khoảng 20 năm gần đây. Để tri ân những đóng góp của ông, sáng ngày 6 tháng 8 năm 2023, tại Thư viện Quốc gia 31 Tràng Thi, Hà Nội, Viện Nhân học Văn hóa đã tổ chức lễ ra mắt và trao tặng 100 cuốn sách Nhà văn Lê Lựu, Văn chương và Số phận tới các trung tâm đọc sách trên cả nước. Thông qua lễ ra mắt và trao tặng sách, giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về nhà văn Lê Lựu. Tới dự và chủ trì buổi trao tặng sách có nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Dũng, quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia và trên 100 giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu và đại diện gia đình nhà văn Lê Lựu. Cuốn sách Nhà văn Lê Lựu, Văn chương và Số phận do Viện Nhân học Văn hóa biên soạn. Sách ra đời xuất phát từ tình cảm, sự trân trọng của các văn nghệ sĩ mà tiêu biểu là hai nhà văn đồng hương với nhà văn Lê Lựu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn và nhà văn Phùng Văn Khai. Loạt bài đặc sắc trong cuốn sách phải kể đến các tác giả, nhà thơ Nguyễn Quang Thiểu, nhà báo Yên Ba, nhà phê bình Lê Thành Nghị, nhà văn Trung Trung Đỉnh, nhà phê bình Ngô Thảo, nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà văn Nguyễn Thế Hùng, nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhà văn Phùng Văn Khai. Các tác giả đã không chỉ khái quát và diễn giả sâu sắc mọi khía cạnh đóng góp của nhà văn Lê Lựu, mà còn đưa ra những dẫn chứng, những bằng chứng về hồi ức, những kỷ niệm với rất nhiều thông điệp nhân văn và số phận lạ kỳ của nhà văn Lê Lựu. Đây có lẽ là một trong những cuốn sách đáng đọc nhất về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của một nhà văn. Văn chương của Lê Lựu vừa phản ánh cái tâm hồn của thời đại, vừa phản ánh đầy đủ nhất những cảm xúc, những sự trưởng thành, thậm chí là những vật vã của thời đại. Trong chiến tranh, với một cái cuốn tiểu thuyết Mở rừng đã cho thấy một Lê Lựu vạm vỡ, sâu sắc và dài rộng. Khi mà ông phản ánh cái tuyến đường Trường Sơn, đường 559, Lê Lựu cũng là một trong những nhà văn được quý mến nhất khi viết về Trường Sơn và được đích thân tướng Đồng Sĩ Nguyên cùng với Bộ Tư lệnh Trường Sơn rất là quý trọng sau khi đất nước thống nhất. Thì là cái nhà văn đầu tiên chăn trở cho cái thời bao cấp, thời chuyển tiếp rất là ngặt nghèo của dân tộc. Chúng ta bị cấm vận, bị bao vây tứ phía, và Lê Lựu là cái người đầu tiên đặt dấu mốc văn học đổi mới với thời xa vắng, đã được hàng chục luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ khai thác rất là sâu sắc cái cuốn tiểu thuyết của ông, và sau này lên cái phim do đạo diễn Hồ Quang Minh đạo diễn cũng rất là hay. Đặc sắc nhất có lẽ là phần viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa về Lê Lựu với 4 câu chuyện rất dí dỏm. Đến như tớ mà còn thành được nhà văn thì ai cũng thành nhà văn được. Tôi làm hỏng bố nó rồi, không ngửi được. Tôi chính là thằng xài, chỉ có điều nếu tôi đóng phim thì chẳng có ma nào xem. 7 rúp mà sắm được cả một dàn nhạc giao hưởng lớn. Hiếm ai viết về Lê Lựu chân thật, cuốn hút, dí dỏm và sâu sắc như Trần Đăng Khoa. Loạt bài viết của Trần Đăng Khoa có lẽ là phần khiến độc giả phải ồ, à, với vô số góc nhìn và những câu chữ độc đáo từ người đồng hương, đồng nghiệp với nhà văn Lê Lựu trong văn đàn Việt Nam. Trong buổi ra mắt cuốn sách, nhà văn Đỗ Bích Thúy, thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái, đạo diễn Lê Đức Tiến, nhà thơ bằng Việt, phó giáo sư Phạm Quang Long, giáo sư Trần Đăng Xuyển đã có những chia sẻ vô cùng xúc động khi nhớ về những đóng góp của nhà văn Lê Lựu. Cuộc đời Lê Lựu thì đầy thăng trầm, chìm nổi, gắn với lại cái gia đình, cái vùng quê của mình, gắn với môi trường sống quân đội, tắm mình ở trong cuộc chiến đấu của dân tộc. Thế rồi là tắm mình vào những vấn đề lớn của dân tộc, nhân dân và đất nước. Thế thành ra là Lê Lựu là nhà văn có tầm cỡ thời đại. Nếu trước chúng ta là một cái nhà văn có tầm cỡ thời đại thì trong cái tác phẩm của ông ta phải đặt ra được những vấn đề không chỉ có ý nghĩa lâu dài đối với lại thời đại mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với dân tộc, đối với lịch sử văn học dân tộc. Thế và khẳng định tức là Lê Lựu là một trong những cái nhà văn như thế của thời đại chúng ta. Khi nhà văn Lê Lựu mất, giới truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình đã có rất nhiều bài viết, hình ảnh về ông. Trong cuốn sách cũng đã giới thiệu loạt bài viết của các nhà báo Lê Anh, Bảo Linh, Hà Tùng Long, Lê Thị Thủy, Phạm Nhật Linh, Cẩm Xuyên, v.v. cho thấy sự phong phú, sinh động
những tình cảm đặc biệt, những câu chuyện sâu sắc, thú vị về văn chương và số phận của nhà văn Lê Lựu, nhà văn, nhà báo Xuân Ba trong bài Thời xa vắng, quà tặng đại sứ Hoa Kỳ đã tả lại chi tiết ngày 15 tháng 4 năm 2022. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã tiếp và tặng đại sứ Mỹ Mark Clapper tại Việt Nam, đã cho thấy sự tinh tế của giới chính khách với nhà văn Lê Lựu. Nhà văn Lê Lựu, văn chương và số phận đã cho bạn đọc một cái nhìn đầy đủ, khách quan, toàn diện và nhất là ấm áp hơn về văn chương và số phận của ông. Tất cả các tác phẩm của ông ấy là mang tính chất là cái phẩm chất của người chiến sĩ của bộ đội Cụ Hồ, thế và phản ảnh những cái mà gắn liền với hơi thở cuộc sống của dân tộc, của đất nước, của người chiến sĩ, gây cắn các những chiến công của quân đội ta. Thế và đặc biệt đấy là chúng tôi cũng rất tự hào và xúc động là có nhiều tác phẩm của nhà văn Lê Lựu viết về đề tài quân khu 3, người dân quân khu 3 là rừng người, rừng của và cũng là rừng chiến công. Tác phẩm Thời xa vắng ấy mang tầm cỡ về thời đại, tầm cỡ với quốc tế, dự đoán xã hội. Thế và đặc biệt đấy là có những cái kẻ thù của ta trước kia, nhưng mà khi có tác phẩm của nhà văn Lê Lựu ấy thì cũng là như vậy là xích lại gần, và như vậy là xóa bỏ cấm vận cho Việt Nam cũng là một trong cái đóng góp của Lê Lựu. Với hàng loạt tư liệu mới, các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu viết về nhà văn Lê Lựu, hy vọng cuốn sách Nhà văn Lê Lựu, văn chương và số phận sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu muốn tìm hiểu, nghiên cứu về ông của công chúng, đặc biệt là các bạn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Lê Lựu, một người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.